thuẫn lúc ăn nhậu, thanh niên bị hành hung tử vong ở Đắk Nông. Nữ sinh ở Gia Lai bị bạn cùng trường tấn công. Người bán hàng ở Hội An bị tố chửi bới đòi đốt vía khách vì hỏi nhiều. Bãi tạm giữ xe của công an huyện bất ngờ bốc cháy. Cảnh sát giao thông Hà Nội lý giải việc đại lộ Thăng Long bị tắc cứng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trưa ngày 19 tháng 3, một lãnh đạo Ủy ban dân xã Đắk Ra xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên bị tấn công tử vong trong quán nhậu. Được biết, nguyên nhân dẫn đến hậu quả thương tâm xuất phát từ mâu thuẫn. Chi tiết vụ việc xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 20 phút tối ngày 18 tháng 3, do mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu tại quán vịt cỏ Sơn Trang ở thôn 6, xã Đắk Rô La, Phạm Bá Sơn sinh năm 1986, trú xã Ea Cơ Tua, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, dùng dao tấn công Hoàng Quốc Khánh sinh năm 1998, trú thôn 5, xã Đắk Rô La, huyện Đắk Minh, tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc đang được công an làm rõ. Chỉ vì mâu thuẫn trên bàn nhậu, đối tượng Phạm Bá Sơn đã không kiềm chế được hành vi của mình, dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra. Liệu rằng với thủ đoạn máu lạnh vô nhân tính trên, đối tượng sẽ phải đối diện với mức án nào trước pháp luật? Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất. Nhắc đến những vụ sát hại bạn nhậu gây rúng động dư luận trong thời gian gần đây, hẳn quý khán giả chưa thể quên vụ án kinh hoàng xảy ra vào khoảng tháng 2 vừa qua. Cụ thể, ngày 21 tháng 2, Công an tỉnh Long An đang tạm giữ Phạm Hữu Phước sinh năm 1979, ngụ huyện Tân Thạnh để điều tra về hành vi sát hại người. Nạn nhân là ông LMT, 41 tuổi, quê Tiền Giang. Theo công an, khoảng 19 giờ ngày 18 tháng 2, Phước gọi điện rủ T qua nhà mình ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh nhậu. T xách theo can rượu 3 lít qua nhà Phước, uống được vài ly T xỉn rồi lên võng nằm ngủ, còn Phước sang nhà hàng xóm nhậu tiếp. Đến 22 giờ, Phước về nhà trong trạng thái say xỉn, thấy Tê giành võng của mình, ông ta cầm dao tấn công nạn nhân. Khi Tê bỏ chạy thì Phước đuổi theo, tiếp tục cầm dao hành hung người này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Phước vào nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, ông ta sang nhà Tê báo tin đã sát hại người. Công an huyện Tân Thạnh đã đến khám nghiệm hiện trường bắt giữ Phước. Theo người nhà nạn nhân, Phước và Tê chơi chung với nhau khá lâu, đều đã ly dị vợ. Tê không có việc làm ổn định. Và hai con, đứa lớn 19 tuổi, chưa có việc làm, đứa nhỏ 9 tuổi học lớp 3, riêng Phước chỉ làm thuê và nghiện rượu. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nữ sinh ở Gia Lai bị bạn cùng trường tấn công. Ngày 19 tháng 3, ông Phan Tân Quang, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn ở xã Đắk Di Răng, huyện Man Giang, tỉnh Gia Lai cho biết, đang làm báo cáo gửi Ủy ban dân xã Đắk Di Răng và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Man Giang về vụ việc. Nữ sinh trong đoạn clip được xác định là học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, xã Đắk Di Răng, huyện Man Giang. Trong clip, một nhóm 3 đến 4 nữ sinh lao vào tấn công cô gái. Cô gái chỉ ôm đầu chịu trận mà không hề có bất kỳ hành vi phản kháng nào. Đáng nói, sự việc có sự chứng kiến của một nhóm học sinh khác, song những học sinh này không vào can ngăn mà ngược lại cổ vũ quay lại clip. Ông Phan Tân Quang cho biết, sau khi nắm được thông tin về sự việc, nhà trường đã phối hợp với công an xã Đắk Di Răng mời các em có liên quan lên làm việc. Thưa quý vị, không chỉ Nổ có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo ở Trung ương, Bùi Thị Lượng còn khoe có sư phụ làm lãnh đạo to ở thành phố Hồ Chí Minh để lừa đảo cặp vợ chồng kinh doanh ngành than ở Quảng Ninh. Chị PTP làm kinh doanh ngành than tại tỉnh Quảng Ninh từ năm 2016 đến nay. Khoảng năm 2020, qua mối quan hệ xã hội, chị P có quen biết với bà NTN làm phó phòng tổ chức của một bệnh viện ở Hà Nội và bà NTH sinh năm 1965, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau một thời gian đi lại, mối quan hệ giữa vợ chồng chị P và gia đình bà Hát trở nên thân thiết. Ngày 18 tháng 1 năm 2021, chị P và chồng là anh NDC, sinh năm 1975, đi từ tỉnh Quảng Ninh đến nhà bà Hát chơi, thăm nhà. Tại đây, vợ chồng chị P gặp những người quen của bà Hát là Bùi Thị Lượng, sinh năm 1976, trú tại số 25 Tùng Thiện Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, và chị CTV, sinh năm 1981, trú tại quận Cầu Giấy. Tại buổi gặp đó, bà Hát đã giới thiệu cho vợ chồng chị P biết Lượng là người quen và có mối quan hệ thân tình với các bác lớn ở Trung ương. Cũng theo lời kể của bà Hát, Lượng còn có một sư phụ làm lãnh đạo to ở thành phố Hồ Chí Minh nên giúp đỡ được vợ chồng chị P trong công việc kinh doanh mua bán than cũng như một số việc khác. Sau khi được bà Hát giới thiệu, Lượng cũng khoe khoang khả năng quan hệ của mình. Do tin tưởng nên vợ chồng chị P đã nhiều lần chuyển tiền nhờ Lượng giúp đỡ lo công việc cho vợ chồng chị P với tổng số tiền trên 95 tỷ đồng, chuyển cho bà Hát 460 triệu đồng, chuyển cho bà V 800 triệu đồng. Sau khi chuyển tất cả các khoản tiền trên,
và qua nhiều tháng trao đổi, vợ chồng chị P thấy công việc trên Lượng không giúp được nên đã yêu cầu đối tượng này phải trả lại tiền. Song Lượng lấy nhiều lý do khác nhau để khất lần việc hoàn trả số tiền. Sau nhiều lần đòi tiền, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 29 tháng 7 năm 2022, Lượng mới trả cho vợ chồng chị P số tiền 9 tỷ 300 triệu đồng. Số tiền còn lại là 86 tỷ 675 triệu đồng thì Lượng chưa trả được. Bà H và bà V cũng chưa trả tiền cho vợ chồng chị P, đồng thời không lo được bất cứ việc gì mà nạn nhân đã nhờ. Điều đáng nói ở đây là số tiền đưa cho những người trên, vợ chồng chị P phải đi vay mượn ngân hàng và anh em họ hàng. Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã thu thập toàn bộ tài liệu, chứng cứ, trong đó có những hình ảnh nội dung tin nhắn của chị P với Lượng và sao kê các giao dịch chuyển khoản tiền. Đến ngày 13 tháng 9 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy đã tiến hành triệu tập và đưa Bùi Thị Lượng về trụ sở để làm rõ hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Lượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung đã nêu trên. Lời khai của Lượng phù hợp với các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Đến nay, công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Lượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, một số trang mạng xã hội chuyên review đánh giá về du lịch đăng tải phản ánh của một nữ du khách bị một chủ quầy hàng rong ở Hội An chửi bới xúc phạm. Cụ thể, mời quý vị cùng theo dõi. Theo du khách này, khi vào Hội An chơi, hỏi giá mua khoai tây chiên của một phụ nữ bán hàng rong ở đường Lê Lợi, phường Minh An, thành phố Hội An, thì bất ngờ bị người này chửi bới xúc phạm. Du khách này kể chi tiết vụ việc. Người này cũng cho biết, cảm thấy sốc khi bị người bán hàng gọi là đồ con gái vô duyên, không ai mua hàng mà hỏi như tụi bay. Khi nội dung phản ánh được đăng tải trên mạng xã hội, đã nhận được nhiều bình luận của người dùng. Ông Võ Đăng Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh An cho hay, sau khi nhận được yêu cầu của lãnh đạo thành phố, phường đã cử lực lượng kiểm tra, xác minh sự việc. Theo ông Phong, khi làm việc với người bán hàng rong để xác minh có hay không việc mắng chửi khách du lịch, người này nói không nhớ, không biết sự việc. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh An, con của người bán hàng cũng muốn mời người đăng bài vào nói cụ thể, rõ ràng, thậm chí trích xuất camera tại thời điểm đó xem cách ứng xử của người bán và người mua như thế nào. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh An cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã yêu cầu chủ nhà không được buôn bán hàng rong vì khu vực này cấm buôn bán. Hiện người đăng bài bóc phốt trên mạng xã hội đã gỡ bỏ bài viết. Nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trưa ngày 19 tháng 3, ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh cho hay, khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, tại bãi giữ xe của Công an huyện Khánh Vĩnh, thị trấn Khánh Vĩnh bất ngờ bốc cháy. Huyện đã huy động lực lượng để tham gia chữa cháy. Sau đó, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Khánh Hòa đến hiện trường tiến hành dập tắt đám cháy. Theo những người chứng kiến, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong bãi tạm giữ xe có nhiều xe máy đã bị cháy. Cũng trong ngày 19 tháng 3, các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng Bách Hóa Xanh ở phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Vào sáng cùng ngày, người dân thấy khói bốc ra từ cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng nên dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Một số nhân viên vội chạy ra ngoài rồi gọi điện báo cảnh sát chữa cháy. Phòng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 7 điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được khống chế vài phút sau đó. Sự việc khiến một số cửa kính ở trước và bên hông cửa hàng Bách Hóa Xanh bị vỡ, một phần tài sản cũng bị cháy. Rất may lúc cháy cửa hàng chuẩn bị mở cửa nên chưa có khách, nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra. Liên quan đến vụ nhiều hộ dân sống trên đường Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình bị trúng đạn bi sắt rất nguy hiểm, ngày 19 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận Tân Bình đã lập hồ sơ vụ việc, phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân quận và Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an thành phố cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, người có liên quan. Đơn vị chức năng rà soát và làm việc với hơn 20 hộ dân tại khu vực ngã ba đường Lam Sơn Hồng Hà, triển khai lực lượng nắm tình hình địa bàn, tiếp tục mở rộng và rà soát các hộ dân cư khu vực xung quanh để thu thập thêm thông tin tài liệu và tổ chức truy xét đối tượng có liên quan. Cùng với việc xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân, Công an quận Tân Bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vụ việc, vận động tuyên truyền người dân nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn hoặc vụ việc tương tự cần nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, giải quyết và xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 6 tháng 3, nhiều hộ dân sống trên đường Lam Sơn, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết bị hàng loạt bi sắt văng trúng làm hư hỏng cửa kính mái nhà ô tô trong khu dân cư. Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận Tân Bình khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc trên. Ngay sau khi nhận được tin báo về tình trạng này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 2 quận Tân Bình cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương khảo sát hiện trạng thực tế, nắm tình hình điều tra xác minh. Công an quận Tân Bình chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Công an phường 2 tiếp cận hiện trường tiến hành xác minh thu thập thông tin liên quan.
Ngày 19 tháng 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Vũng Áng, Sơn Dương điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ sử dụng cano phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân tìm kiếm hai vợ chồng mất tích trên biển. Nạn nhân là anh Dương Văn Toán, sinh năm 1985, và chị Phạm Thị Làn, sinh năm 1988, trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Trưa ngày 16 tháng 3, anh Toán cùng vợ sử dụng tàu cá đi đánh bắt hải sản tại vùng biển Kỳ Anh. Sau đó, người thân không thấy họ trở về như thường lệ. Trưa ngày 17 tháng 3, người dân phát hiện tàu cá của anh Toán trôi giạt tại khu vực Hòn Chim thuộc đảo Sơn Dương, cách bờ biển cảng Sơn Dương khoảng 5 hải lý. Họ không thấy ai trên tàu, chỉ có một số ngư lưới cụ. Cơ quan chức năng địa phương nhận định vợ chồng anh Toán đã gặp nạn trên biển, bị sóng lớn cuốn mất tích. Xin được chuyển sang các tin tức về giáo dục. Ngày 19 tháng 3, nguồn tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa có văn bản về việc xác minh nội dung tố cáo trường Trung học phổ thông Tuệ Tĩnh thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Trong văn bản trên, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định, việc phụ huynh học sinh phản ánh trường Trung học phổ thông Tuệ Tĩnh thu tiền để hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là đúng. Mặc dù khi có ý kiến không đồng thuận của cha mẹ học sinh, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo dừng triển khai và hoàn trả lại số tiền đã thu. Tuy nhiên, việc lãnh đạo nhà trường đồng ý chủ trương của ban đại diện cha mẹ học sinh để thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp là không đúng với quy định tại nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐ-NG và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Ngoài ra, liên quan đến phản ánh về việc triển khai, tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định, Sở Giáo dục Đào tạo cho hay, đầu năm học 2023-2024, nhà trường đã tiến hành họp, thống nhất với cha mẹ học sinh về việc tổ chức dạy thêm, học thêm và xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường và đã báo cáo Sở Giáo dục Đào tạo. Trong đó, học sinh khối 12 sẽ tổ chức học thêm với thời lượng 10,5 tiết một tuần. Trên cơ sở thống nhất với cha mẹ học sinh, nhà trường tổ chức học thêm theo ca học, mỗi ca 70 phút, tương đương với 1,5 tiết và thu 12.000 đồng một ca. Đến học kỳ 2, nhà trường triển khai tăng thời lượng học thêm lên 90 phút một ca, tương đương với 2 tiết và thu tiền 16.000 đồng một ca. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chưa tạo được sự đồng thuận từ phụ huynh. Do vậy, nhà trường không điều chỉnh kế hoạch mà vẫn giữ nguyên thời lượng, mức thu như học kỳ 1. Như vậy, việc tổ chức dạy thêm, học thêm của nhà trường đúng với kế hoạch đã xây dựng và báo cáo Sở từ đầu năm học 2023-2024. Liên quan tới sự việc này, Sở Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm dừng thực hiện các khoản thu không đúng quy định, yêu cầu hoàn trả những trường hợp đã nộp, đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc phối hợp với cha mẹ học sinh để tổ chức các hoạt động giáo dục theo các quy định hiện hành. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị đối với trường Trung học phổ thông Tuệ Tĩnh, cũng như kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện quy định tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Những ngày gần đây, tại tuyến đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn gần ngã tư Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài. Cảnh sát giao thông Hà Nội đã có những lý giải về sự việc trên. Sáng 19 tháng 3, đại diện phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã giao đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 triển khai công tác phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn gần ngã tư Trần Duy Hưng, Phạm Hùng. Theo vị đại diện, trong những ngày qua, trong khung giờ cao điểm buổi sáng, tại tuyến đường gom đại lộ Thăng Long xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Nguyên nhân của việc này là do rào chắn thi công trên đường gom đại lộ Thăng Long, đường Đại Linh, đường Đại Mỗ, phục vụ việc thi công tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài. Cụ thể, phương án rào chắn trên đường gom đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc về Hà Nội có chiều dài rào chắn 200m, bề rộng rào chắn 7m, phạm vi rào chắn nằm trên làn xe máy, phần đường còn lại cho xe chạy là 10,5m. Về phương án tổ chức phân luồng, theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, lực lượng chức năng đã tổ chức giao thông cục bộ cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đại lộ Thăng Long qua nút giao Lê Quang Đạo trên bề mặt đường còn lại là 10m. Tiếp đó, lực lượng chức năng tổ chức cắm biển báo công trường đang thi công, hạn chế tốc độ 5 km/h, biển dẫn hướng di chuyển trên hàng rào công trường. Ngoài ra, theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, việc ùn ứ còn do thời tiết trong những ngày qua xảy ra mưa gió làm ảnh hưởng tới quá trình lưu thông các phương tiện trên đường. Sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã giao đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 cắt cử cán bộ tới khu vực nêu trên để phân luồng, phân làn giao thông trong các khung giờ cao điểm. Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo, tuyên truyền tới người dân di chuyển theo sự chỉ đạo của các cán bộ, chiến sĩ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.